Chào cô chú anh chị cùng các bạn, mình là My. My đang ở chợ Tokyo Central Specialty Market. Video này My tiếp tục với video vừa rồi nha. Ở chợ này có rất là nhiều món ăn. Vừa rồi My đã quay rất là nhiều món ăn rồi. Cô chú anh chị chưa xem thì mình xem lại video trên đây giùm My nha. Ở Tokyo Central này thì thường sau 7 giờ đó các bạn cô chú, là có bạn nói với My là những cái đồ ăn mà làm sẵn á, thường hay có on sale giảm giá. Thì các bạn cô chú coi cái chỗ mình ở á, coi có on sale giảm giá sau 7 giờ hay không nha. Nếu ai có muốn mình mua được giá rẻ thì mình đến thử xem sao ha. Rồi bây giờ mình đi một vòng ở đây tiếp tục nha. Đi qua đây xem cá nè, thịt và các hàng giống như chén dĩa, những cái đồ xài nha. Bữa nay mình đi là chủ yếu mua cái cây ngô bán này nè. Ở đây 2.99 đồng một thao. Mua cây ngô bán này về nấu canh dưỡng sinh. Ở đây cái giá nó hơi đắt hơn là chợ EO Supermarket. Vừa rồi mình quay cho các bạn xem thì cái giá nó nới hơn, 1 đồng mấy một thao. Nhưng mà ở đó thì nó không có tươi, còn ở đây rất là tươi nha. Cái củ này ăn cũng ngon nè các bạn. Mình ăn giống như củ khoai nấu canh khoai từ, khoai mỡ vậy đó. Ồ, cái trái plum. Cái này mà sống các bạn, người ta 2 pound plum cộng với 1 pound đường rock sugar là đường phèn á, cộng với rượu là mình bỏ vô mình ngâm là thành một chai rượu. Nếu mà ai muốn ngâm rượu, đây người ta bán sẵn 7.99 đồng cho một phao vậy nè các bạn. Đây rượu có sẵn ở đây luôn, mình mua một chai rượu 20.99 đồng với đường rót, đường phèn này sản phẩm của Nhật luôn nè cô chú anh chị, crystal sugar nè, sản phẩm của Nhật luôn, 5.99 đồng. Cái công thức ở trên đây là nếu cô chú anh chị muốn ngâm thì mình tự làm. Khi mình ngâm là 1 tới 3 tháng là mình xài được, mà tốt nhất là mình để tới 1 năm. Ở đây có mấy cái hũ thủy tinh luôn nha. Hũ thủy tinh 8 lít. Có hũ bên kia nhỏ hơn nữa kìa. Cái giá ở trên đây nha. 8 lít là 16 đồng. 4 lít là 13.99 đồng. $9.99 cho cái chai nước uống này nè, nước táo $9.99. Ở trên đây người ta decorate đẹp không các bạn coi chứ, để mấy cái dây để ở trên ha. Ở dưới đây là khoai lang. Ở đây cũng có khoai môn nữa, 2.99 đồng cho một phao. Đậu bắp. Mình mua nấm đông cô nè, nấu với canh dưỡng sinh. 7.99 đồng cho một phao. Cái dĩ này 4.79 đồng nè. Nấm ở đây rất là tươi luôn á. $3.99 đồng cho một bó. Mà cái hành này sao nó cao quá chừng luôn à các bạn cô chú. Hành của Nhật là cao dễ hẳn, cao bự gấp đôi với cái hành bình thường của người Việt Nam mình á. Trời ơi nè, gấp đôi luôn, gang tay của mình nè, 1 gang, 2 gang, 3 gang tay mới lên tới đây. Ở đây có shiitake là nấm đông cô, nhưng mà người ta trồng ở Mỹ luôn nè các bạn. Local shiitake thôi à, 10.99 đồng cho một bao. Cái này sản phẩm của Mỹ luôn nha. Tại thường nấm đông cô là này nè, là sản phẩm của Trung Quốc. Còn cái này là sản phẩm của Mỹ luôn. 10.99 đồng, còn cái này là 7.99 đồng một bao. Cái này lạ dễ thương quá hả. Cái này ăn sao cô chú anh chị? Giống như cái nụ hoa gì á ha. Nhìn giống như cái bông chuối vậy đó mà nó nhỏ. Dễ thương quá ha.
lá mè luôn, một đồng 49 cho một bó như vậy, 3 đồng 99, 3 đồng 99 cho nấm này, vậy là này cũng rẻ đó các bạn, 3 đồng 99 cho một bịch được organic luôn. Ở đây cũng đủ loại nấm hết á, nấm mèo 2 đồng 99, nấm mèo tươi á. Củ cải trắng các bạn, củ cải trắng mà cái loại tròn nữa ha, ngộ ha, hàng lạ ở đây có nhiều quá chừng luôn nha. 3 đồng 59 cho một bịch này củ cải trắng mà nó tròn giống như củ cà pháo, trái cà pháo vậy. Ờ, lạ quá. Đầu cá hồi này 1 đồng 99 ra một phao, người ta đã cắt ra làm hai rồi. Bên đây là cái phần dưới cái đầu á, 18 đồng 99 ra một phao nè. Cái dĩ này là 9 đồng 87 nè. Bên đây cá hồi 1 đồng 99 ra một phao, ai thích ăn da cá hồi á thì mình mua cái này, 1 đồng 99 cho một phao. Ở đây có bán cái đầu con cá này nữa là 3 đồng 99 cho một phao, cái con này là 5 đồng 51 nè. Còn cái bụng cá hồi là 4 đồng 99 cho một phao. Cá này chiên sẵn nè, 14 đồng 99 cho một phao. Dĩa này 14 đồng 99 một phao. Cá này nè, cá với cà rốt chiên, cái dĩa này là 7 đồng 79. Dĩa này cộng lại đủ thứ hết nè các bạn coi chứ, 10 đồng 64 cho dĩa này. Rất là nhiều loại cá, cô chú anh chị thích thì mình ghé ngang đây mình coi. Cái này tươi, mềm, healthy, 9 đồng 12 cho cái dĩa này nè, 18 đồng 99 cho một phao. Cá tuna 13 đồng 85 cho cái dĩa này. Đây là rong biển nè các bạn cô chú, Ogo Seaweed from Hawaii. Này loại rong biển tự nhiên từ Hawaii, 4 đồng 55 cho cái dĩa này nè, 12 đồng 99 cho một phao. Cái rong biển này nó nhỏ nha. Còn kế bên này, cô chú anh chị có thử cái này chưa? Asparagus mở dưới biển á, ở Hawaii nè, Olakai, Hawaii. Lạ quá. Ở trong cái tủ đá này là mới thấy có giống như là tôm mà người ta làm tôm khô á, mà còn vỏ, 8 đồng 99 cho một phao. $11.99 là cho cá loại này nè cô chú anh chị, cá cám á. Cá này giống cá Costco nè. Có con cá này 12 đồng 99, con này là 18 đồng 71 nè. Con cá này 13 đồng 99 cho một phao, cái dĩa này 10 đồng 35. Cá lưỡi trâu mực 6 đồng 99 cho một phao. Mực này là thiên nhiên của Mỹ luôn, cái dĩa này 4 đồng 75. Bên này có nhiều loại mực lắm nè, 14 đồng 99 một phao cho cái này. Bên đây 10 đồng 99 cho cái dĩa, vậy là hai con. Mực bên này nhỏ nhỏ nè, dĩa này là 5 đồng 46. Này tự nhiên của Nhật luôn, sea asparagus 6 đồng 99. Loại này nè cô chú anh chị,
4 đồng 50 sen cho cái dĩ này nè, tới 29 đồng 99 một phao lận á. Cái này cá salmon mà cái loại gì mà tới 22 đồng 99 một phao. Cái này là 6 đồng 21, 7 đồng 38 cho cái này, 17 đồng 99 cho một phao. Rất là nhiều loại cá mà để mình mua về mình ăn với sushi đó các bạn, mình làm sushi tại nhà đó, rất là nhiều luôn. Ở đây có bán cái cây wasabi đó các bạn. Cái cây này để mình mài ra mình ăn nè, ăn sushi cái cây này mới là tự nhiên nè. Cây wasabi 24 đồng 99 cho một cây nhỏ xíu này nè. Cái cây này trồng như là cả 100 đồng một phao, mắc lắm các bạn, tại vì nó trồng rất là lâu, khó trồng. Bào ngư nè, 3 con 6 đồng 84, 35 đồng 99 cho một phao 3 con bào ngư này. Còn ở trên đây là 4 con là 9 đồng 36. Bên này là trứng cá 15 đồng 99 cho một dĩa như vậy nè. Còn cái này khác nữa là 29 đồng 99 cho ở trên đây. Cá này black khó, người ta đã phi lê ra rồi, 17 đồng 99 cho một phao. Cá này thì ngon các bạn, ở đầy đủ loại cá hết trơn luôn nha, quá trời nhiều cá luôn, mà cá tự nhiên, cá thiên nhiên á, rất là nhiều luôn. Cái quầy làm cá sushi này cũng lớn, quá trời loại cá, giờ tới hàng thịt, nhiều loại thịt đã ướp rồi nè cô chú anh chị. Mực 9 đồng 99 cho một phao, là thịt đã ướp rồi, 10 đồng 49 cho cái dĩa này nè. Đây là thịt bò nha, còn ở trên là heo nè, 8 đồng 55 cho cái dĩa này, 11 đồng 42 cho dĩa này. Mình lấy thịt gà, ức gà người ta xay ra 5 đồng 81 một phao. Cái dĩa này là 5 đồng 23 sen. Này ức gà nha, nạc gà. Trên đây thịt gà có gia vị rồi. Dĩa này là 4 đồng 09. Dĩa này 5 đồng 04. Này thịt gà 4 đồng 99 cho một phao. $2.49. Cái này cho cái sốt gì các bạn? Sốt rong biển. 3 cái vậy nè. Cái này cũng bằng giá luôn. Ai thích mà món lạ lạ ha, mình vô đây mình thử, mình thấy đủ loại hết trơn luôn. $17.99 cho cái tray đựng sushi nè các bạn cô chú, tray đựng cơm rồi mình làm nha, có cái muỗng múc luôn, 3 cái. Một xét trong đây người ta ghi là 5 miếng. Dĩa bên này 18 đồng 99. Cái vuông này đẹp nè, 23 đồng 99 nguyên cái hộp. Cái này để mình đem lunch đỡ ha.
nó ngăn ra bốn cái trong đây mà nhìn đẹp quá. 23.99. Cái tray này rất là lớn nha. 58.99, 49.99. Nguyên một cái đồ lớn à, mình để đồ ăn trên vòng vòng. 15.99. Ồ, cái dĩa này dễ thương quá ha. Các bạn coi chú thích mấy cái đồ lạ lạ vô đây mình coi. Lúc trước mà lâu rồi mới thấy mà có ít, bây giờ sao có nhiều quá chừng luôn, lạ lạ. 7.99. Cái này như cái tấm đá vậy đó. Còn cái này 49 đồng nè. Wow. Năm đồng, 29 đồng, 99 cho một set 4 cái. Còn cái này là 9 đồng 59 cho cái bộ này nè, mình để microwave được, để hấp. Cái loại này dĩ nướng tròn 7 đồng 99, 24 đồng 99, 25 đồng 99. Cái loại này nướng lửa được mà nó gọn, 39.99. Cái này mình nghĩ là mình xếp lại xong rồi mình bung ra đó các bạn cô chú. Mình bung ra là nó rộng như vậy nè. Để lửa dưới nướng được nha. Cái này dễ thương không? Để mình làm giống như là bánh khọt như nhỏ nhỏ nha. Cái này bằng cast iron á, bằng gan á, nó rất là nặng. 15.99 cho một cái. 48.99 cho cái dĩa nướng này nè. Cái bên đây là 55.99. Ai thích ăn đồ nướng dĩa mình mua này. 49.99 đây cái dĩa này. Ở đây có mấy cái chén đựng nước tương rồi đó, rất là dễ thương nha, nhỏ 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 nhỏ. 1 đồng 79 nè. Bên đây 1 đồng 59. Rất là nhiều cái chén, dễ thương lắm. $3.99. Ở đây á các bạn, hình giá thì mình thấy tương đối nó hơi cao nhưng mà đều đồ đẹp. Đồ đẹp nhiều. Cái này cũng dễ thương quá trời. $499 cho cái ấm này nè. Wow. Kế bên là $399, $429. $6.59 cho cái hộp này được 2 tầng, 1.99. Cái này là mấy cái cây mà để mình để cho mình có party rồi đó, mình để nhìn nó đẹp hơn là tâm bình thường. 29.99 cái nồi mà hình oval. Ở bên này là mấy chai rượu nè. Rất là nhiều loại rượu luôn. 289. Cái nồi electric mochi. 289 của hãng Tiger. Ở đây có rất là nhiều nồi cơm điện nha. Cô chú anh chị thích thì mình ghé sang đây mình coi. Như cái nồi này là 169 nè, 199. Những cái hãng của Nhật không à, hãng Tiger, hãng con voi rồi đó là có trong đây hết. 300 mấy nữa nè.
này có nồi áp suất được trong đây luôn. Đây đầu tập thể dục là nằm ngửa ra 34.99 à, ẩn ngược lên 6.99 à. Cái này mình để vô cái lưng mình à, ngồi ghế ra cô chú anh chị, cho cái lưng mình nó ẩn ra đó. 6.99 cho một cái. Nhiều cái ghế mà loại thường nó không có cái này là mình phải mua mình để vô. 12.99 giảm còn 7.99 cho cái kệ này nè, bằng gỗ nhìn đẹp lắm các bạn, ai có cần mình mua để giày để đồ cũng được, nhìn đẹp cũng bự. 7.99 à, hơn 3 găng tay. Bên đây cũng bằng giá luôn mà bằng mấy cái thanh thanh nè. Cái này mình thấy rẻ nè, giá này bình dân. Ở trong đây có cái quầy nhỏ nhỏ, những cái đồ làm đẹp á. Đồ này là để lột mụn nè các bạn cô chú. Theo các bạn cô chú xài á, cái loại nào là cái loại mà lột mụn mà mình xài nó ra nhiều nhất? Thì thấy ở bên Việt Nam mà lâu thì có, mà bên này mới tìm hoài mà không có cái nào mà lột mà nó ra nhiều hết á. Nguyên một phát xếp ba cái nhỏ nhỏ gọn gọn xinh xinh, 26.99. Cái nồi vuông mình để lên bếp nấu luôn được, 54.99. Mang mấy cái hộp cơm đựng để đi ra ngoài được ha, đựng lặt vặt cho mấy em nhỏ. Này chắc mình dẫn con gái mình vô đây nó thích lắm á, mấy cái đồ vẽ đồ nè, chấm mực rồi vẽ, rồi có mấy cái Hello Kitty đồ trong đây luôn. $4.99 cho một cái hộp bánh này nè. Cái này hồi lâu rồi mình có mua một cái có đậu đỏ ở chợ H-Mart, ăn cũng ok nhưng mà như nó hơi ngọt. Cái này ở đây có loại bánh có trà xanh luôn, matcha. Năm cái. Trong đây là đường là tới 38g đường ở trong đây. Nó nhìn nó ngọt đó. Sản phẩm của Japan luôn các bạn cô chú. Cái bánh này nó đẹp quá ha. 8.99 cho một bịch như vậy nè. Tamago pan. Các bạn cô chú có ăn thử cái bánh này chưa? 8.99. Mình đi ra xe đi về. Mình cảm ơn các bạn cùng cô chú rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn nha. Mình chúc cho các bạn đi mua sắm chọn được những cái món mình thích rồi ăn được ngon miệng nha. Nếu mà có cái món nào ngon thì xin chia sẻ với phần bình luận giùm My nha. Ở đây có nhiều món lạ quá cho nên là nhiều cái mình nhìn mà mình không biết ăn như thế nào luôn á. My cảm ơn các bạn cùng cô chú rất là nhiều đã để xem đến hết video này luôn. My chào tạm biệt nha. Bye bye.